Ấy. Ô, để em nhẹ nhẹ thôi. Dạ. Qua kia lấy cho sữa cho nội đi con. Ê, thương em không giả bộ nữa. Đi lấy sữa cho nội đi, nội cho em muốn nè, em giống tí quá nè. Em lên lấy sữa cho em. Cưng lắm nè nội ơi. Ba bé xù giống tí y hệt luôn. Đi tới, đi tới. Rồi, cảm ơn con nha. Để bà nội sâu thương em không? Để bà nội cho bé Xu uống sữa nha. Sâu thương em không? Xu uống sữa nha Xu. Xu ơi. Con phải trả lời đàng hoàng. Quá vậy bà bỏ Xu quá hả? Rồi cho sâu hung mà. Ủa cho sâu hung Xu miếng đó. Cưng lắm hả? Thôi ra đi bà nội cho em uống sữa. Đây. Đây bé Xu đây. Bệnh hoạn. Thấy con mình không thấy con thì nơi xa, đứa con gái nơi xa thì có lần trai thì cô điện con xin thuốc á hả? Con có gọi cho con dạ, dạ. Kia đó tại quân dạ, dạ. Có tìm thôi dạ. Cô ở đâu đừng? Ở thành phố á. Dạ dạ. Thôi con vô qua, cô, vô ghế ngồi để nắng con. Con nói kết bạn với cô đó. Dạ dạ. Trời cô xách gì quá trời vậy? Xách nước để nhà thành phố. Nước theo uống đó con. Trời ơi cô đi không nổi luôn cô bác anh chị à. Đau dạ. Này đau sáng đi em cho lét bị ra như vậy nè. Dạ. Rồi sâu thôi dễ cưng quá sâu đó. Lên Facebook thấy sâu dễ cưng quá sâu. Dạ bà đi con. Dạ bà đi con. Dạ bà đi con. Dạ đi con. Dạ đi con. Dạ bà đi chợ. Tôi thấy trên trên mạng con nha. Sâu dễ cưng lắm á. Sao bà đi. Bà đi bước một bánh cho con ăn nha. Nó đang bệnh đó cô. Cái này nó bệnh nó mệt thôi. Dạ, hơn như ngồi ghế nữa cô. Ngồi ghế vậy. Lại giống nằm đi con. Bị bị hả? Ba, dạ. Em nè. Cái chú kia là đâu cô? Đi bước xe ngoài đầu đường vô. Dạ. Đau chỗ này nè chị. Đau từ đây với đây là đi. Dạ. Dạ. Cô bị thần kinh tọa hả? Ừ. Mấy năm nay rồi. Nay cũng có cô kia mới ghé nhà. Mới giờ để pha lan với bánh tét chưa đem xuống rồi cô tới luôn. Hả? Ăn miếng pha lan rồi cô. Đi quá khăn vậy. Đau quá. Dạ. Ủa bữa nay con nghỉ hả con? À, con mới về, đi sáng con mới về, chút xíu con đi nữa. À, cô đợi chút xíu. Dễ tìm quá ha. Dạ. Con mà con nhắn rồi về gì hôm qua nè. Cái gì là 0906201305 đó. Cái gì coi cái gì tới đầu kia. Dạ. Tới đầu đường đi đón xong rồi ôm vô đây. Này cô bị lâu chưa? Hôm nay cũng 5 năm nay à. 4 5 năm rồi. Ừ. Dạ. Có thuốc thì là hết, còn không có thuốc thì thôi thôi. Dạ. Này ông chỉ cô lên trển á, cái đường Hải Thượng Lão Ông là có đầy đủ hết rồi. Cô ấy cô ngâm vô. Chứ mình không phải mình ra mình mua thuốc tươi mình sắc hay con. Dạ. Tư nhầm khi cô tư. Mua nó kiếm nó cực á, lên trển vô không có mình đi trển. Mỗi lần cô đứng là cô phải đứng vậy. Đứng dạ. Đứng ưỡn ưỡn đi trước à, đứng nào cũng ngó giáo giác không thấy ai giùm mình cái à. Ngó ưỡn này cô bắt đầu cô mới vuốt ra mới đi. Cô anh chảnh cô làm gì cô? Ở nhà bệnh thì ai mướn ai kêu đi. Dạ. Nhà mà kiệm đang đê mà không có nổi. Còn cháu cô đâu mà không chở rồi cứ gã đi. Còn thằng thì có vợ mới chết, mới chết mùa dịch nhà không ai mời. Dạ. Thì phải đi xe bích đi từ Nhân Thạnh Nhân Đồng đi tới chợ Thủ Đức đi tới đây tới Sài Gòn, con xe 39 tới chợ lớn xe Gò Đen đi ngay giờ đó cái gặp đi xong đời là. Dạ, vậy là cô đón xe buýt. Ừ, chứ đi cô đi được xe được, chỗ này xe được đi được, nhưng mà đi từ đường xa đi không nổi đâu con. Dạ. Nhất đi không nổi luôn, tối ngày gì nằm không. Dạ. Không có đi nổi. Công việc nhà thì mà mướn người giúp việc 75.000 tiếng, muốn tiếng một à. Cái ngày đầu nó làm gì có tiền mà mướn nhiều. Rồi dọn dẹp nhà cửa, cái nào mình nhẹ nhẹ bữa nào mà uống thuốc khương tử đan không hết.
rồi mua cái hộp sữa gì, mua cái hộp sữa gì mà tới 1.3 triệu uống, rồi uống nó thiếu canxi uống vô. Mà đứng dậy đứng không nổi sáng ra gì. Bác sĩ khám cô có nói với cô bị thần kinh to không? Không, chưa, đi sợ vô bác sĩ mà nó bắt mình phải test tiết rồi thôi, cô sợ lắm. Tiên lần sợ lắm rồi, không có đi nữa. Đi đau chỗ này, cô đau chỗ này, đau đây ha, rồi xuống đây. Đây cô nó chạy xe cái nó rét chỗ này rồi. Cô chạy xe và từ chỗ chú Tiên mà về nhà cô ha là cô nghỉ 5-6 lần cái chân này. Yeah. Đây xuống đây đi không nổi luôn. Nè, hiện tại cô ở chung với ai không? Ở chung với thằng trai đó, thằng mới vợ mới chết cũng tháng 8 yeah. Ở chung với thằng đó. Hôm nay anh đi làm hay sao không chở cô đi? Nó đi làm rồi thì chú. Dạ, giờ không có để bữa nào mà anh nghỉ á, chở cô đi cho tiền. Nhà của con xong thui rồi, đi liền cho nó mau hết bệnh chứ về để cho đau dữ vậy. Đó bây giờ đang ngồi xe buýt bà nãy. Nói giờ lăng lẽ làm nói mình có kỳ lên cho chừng lên. Cho chừng xuống. Cho chừng lên xuống. Nhất. Cô nhất từ ngay chỗ nào tới chỗ nào cô? Nhất chỗ này nhiều nhất. Nghe thắt lưng không cô? Ừ, thắt lưng ha. Với đau rang cái chỗ vô cho. Thắt lưng đây nha. Thôi tới đây. Dạ dạ. Thôi tới đây, tới về. Về đây thôi nha. Dạ tới đây thôi. Dạ. Đây thôi là đi đúng khó khăn. Mẹ con có lấy thuốc. Mẹ con lấy thuốc cho cô. Lụm khủng lắm. Dạ em ngâm. Dạ. Đây có lá ngũ chảo á, gì con cho cô. Dạ. Em bữa mẹ con có tìm á, khó. Vậy là chỉ có cái thứ gì chưa? Bây giờ em đi lên chợ Gò Vấp em đặt cho người ta mua giùm cái em về em phơi nắng này nè. Em dạ. Thấy trong cho chị dặn trong đó. Dạ. Chị phơi đó, em phơi theo. Dạ chị mua chưa? Dạ chưa. Nhà dạ, con có ngũ chảo cho cô miếng ngũ chảo với miếng đường phèn nữa mà. Còn cái mấy cái kia đường phèn nhà em có. Dạ dạ. Bà cho chị. Có. Cho ngũ chảo, lấy ngũ chảo cho cô đi. Chị chưa có thuốc cứu nữa phải không? Dạ chưa. Dạ chị mua nghệ. Nghệ mua 1 ký không chị? Chị ngâm mấy lít? Em tính ngâm 5 lít, em nhiều khi em cũng cho ai ấy hết rồi, em cũng cho người ta. 5 lít của cô ngâm ra còn 2 lít rưỡi à? Chứ không đủ nữa chứ đâu. Còn tại nếu hết em cho em phước gì ơi. Tại em thấy cái bà kế bên em cũng như em rồi đi. Tại vì cô ngâm á là giống như mốt cô làm nặng á thì nó cũng bị đau rồi á, thì cô phải uống vô. Chứ không phải cô hết là cô cho hết hết trơn. Thì sao bà lại mua bánh ra bữa nay bà đau nhiều quá rồi. Dạ, trời ơi cô liếc anh coi cô liếc. Trời ơi cô liếc bà kìa. Từ đi, thì sao nó nghe sao? Bệnh mấy bữa nay á cô. Thôi, lúc này tại mùa dịch đó cô. Tại ghét quá. Dạ, lúc này mùa dịch rồi con không có cho nó lợi. Tại mùa dịch đó cô. Trời ơi vậy, đây nào đi. Bọn hồi nãy nhà đi dọc đường nó tưng trời. Dạ. Đường gãy cái xương sống luôn. Tôi nói trời ơi, ai mà mình thích đồ người ta còn gánh mình nổi với bệnh ai gánh mình nổi. Ông xã tôi cũng làm cho ổng uống luôn. Nên là, dạ. Mình uống cái này là cái ly nhỏ không con, cái ly kia đó. Dạ đúng rồi. Ly đó đó ha con. Dạ, ấy cô rót ra đi rồi con chỉ cho cô uống. Cô bị nặng thì ngày uống 3 lần đi con. Nó đúng bệnh cô là cái chai đó là cô hết bệnh luôn à. Cô bữa con họ hỏi cô hỏi anh cô con rót hơn nửa ly chút xíu thôi. Hơn nửa ly chút xíu thôi. Đổ miếng nữa. Miếng nó đi cô. Rồi cô uống đi. Ở ngày cô uống 3 lần sáng trưa chiều vậy đó. Không như có uống thuốc bắc hay thuốc tây hay gì đó thì cô ngưng lại. Uống cái này. Giờ cô đang uống sữa, sáng uống sữa rồi mình ngưng được 3 tiếng rồi đó. Giờ ngưng 3 tiếng uống rồi, được. Cô uống luôn đi khoảng chừng tối đa 3 4 ngày là có kết quả. Dạ, đi cô. Nghe uống được cũng được. Dạ. Cái đó nó ngọt ngọt, có đường phèn nó dễ uống hơn. Về chị mua nửa ký nghệ nữa là đủ rồi. Đường phèn nhà em có. Dạ. Này mẹ Phùng có ấy, ủa thuốc cứu ở đâu có hay mà? Không, cô khi mua đó. Mua còn dư. Mua về dư cũng ăn không hết rồi, cô để ra đây rồi để cho bà con nè. Ở đây có cái thuốc cứu với bông ngọt gai, gai. Dạ. Với dạ. Lá ngũ chảo, nhà Phong hỗ trợ cho cô. Còn cái gì mua ở chợ dạ. Đơn quy đó con. Đơn quy mua dạ. Bao nhiêu nữa? Nửa ký không con? Hai lạng. Tại trong đây con có để cái tô thuốc nó có đầy đủ hết rồi. Dạ. Cho em gửi tiền chị.
Không, nhà con giúp cho bà con. Hai lạng đường quy nữa, với lại nửa ký vậy. Nửa ký á chị? Dạ. Em, anh cảm ơn chị nhiều lắm nha chị. Chị cho mà chị không cũng đi tìm, em cảm ơn chị nhiều. Dạ không, cô bác khó khăn thì con giúp, giống như bây giờ thì giống như gia đình con thì hết khả năng rồi. Còn hết đợt này nữa thì hôm nay cũng gửi bưu điện. Mua nửa ký không? Dạ. Sao cực, cái gì con? Cái đường đường quy ra con mua ba hai lạng mấy thôi con. Ủa vậy chị có rượu chưa? Dạ ở gần nhà em có lò rượu, đi mua rượu coi. Dạ, dạ. Chứ bây giờ mày lên sách nặng lên xe bít ra, giờ ra xe bít. Xe bít cái tới chợ lớn cái là chợ Sài Gòn nữa. Thì từ Sài Gòn tới lại nhà em nữa là 3-4 chặng xe nữa mới tới nhà mà khách cái năm lít rượu về chết. Dạ. Chị bỏ cái chai này vô luôn đi. Chai rượu. Dạ. Ờ, cảm ơn. Cô lại xin thuốc mà cô nha. Khóc luôn cô quá anh chị. Chị em. Bé tí. Dạ bà nữa nè con. Cô ăn miếng đi về con. Cô ăn miếng đi, nhà con mẹ con gói. Trời ơi, nó mất kiến ghê quá tí ơi. Con được mấy đứa rồi con? Dạ ba đứa rồi. Cô cũng có cháu nội nè. Cháu nội được hai đứa mà mẹ nó mất đứa 20 tuổi với đứa 11 tuổi. Dạ. Với cháu ngoại thì hai đứa. Có bốn đứa. Có hai đứa con. Chị cái anh đó là chạy ông đó ôm hả? Dạ. Ông ăn rẻ quá trời. Ăn từ đầu đường mà vô đây. Ủa? 20 ha. Ủa chị đi đâu? Từ đầu đường. Đầu đường, đầu đường, đường lộ lớn đó chị. Này đường đỏ. Đen. Vậy là chị đi xe buýt đó hả? Dạ xe buýt chứ bây giờ em hỏi chị đâu lần đầu tiên em thấy Khánh con chị đó, nó chỉ cái thằng cháu này chỉ nữa. Cái em đi coi ngày nào cũng coi tối đêm luôn. Hồi hôm này mà coi 3 giờ đêm. Coi từ lúc mà cái bà Đặng ha, bà Đặng rồi tới cái ông mà hãm mà con viên của ông em coi hoài. Coi nhiều lắm nè. Trời dạ bác Tâm chưa? Giờ em mới biết cái vụ này nè. Dạ bác Tâm kìa. Không nghe ai chỉ đâu. Trời bác ơi. Xuống thay đồ ra tắm giữa đi con, dạ ăn uống. Nhanh lên. Thay đồ đi con. Nhanh lên. Ngồi đó nữa, đi học về còn nữa. Sao ăn gì đó? Sao ăn gì vậy? Cơm. Ăn bắn à cho bà ăn với. Nếu bữa nay nó bệnh nó mệt rồi. Bệnh nhẹ nhẹ. Hôm coi cái chỗ mà bác nó đi chợ mua thịt heo quay vậy với bánh mì mà nó bị cái tay này nè, cái mẹ nó ra sức. Xích thuốc cho nó ngồi với ông nội nó ăn bánh mì. Dạ. Bữa nào cũng coi cho nha. Bắt tay. Sáng cô đi cô ăn uống gì chưa? Có em theo ngồi bánh mì với chai nước, nước thêm. Dạ dạ. Tại trong cô uống sữa đó, uống sữa cái người ta biểu là phải 2-3 tiếng đồng hồ mới uống, mới ăn lại, ăn rồi xong rồi uống, mình cầm chừng để nó xuống chuột đường huyết nó xuống chết luôn. Dạ. Trời em thấy người ta đi đứng ở đi ham ghê luôn, đi gầy cao rồi cũng ham mà đi từ ngày bên này thôi. Mà em lèn xèn không chơi, hồi xưa còn sửa soạn, bây giờ từ ngày đau quá mình mặc chân vỡ cho ai coi đây, đi rồi xung rồi xin. Mấy bà ở chung cư em ở đó. Trời ơi, ngộ quá, bà Bảy, bà nhiều cái tướng mới ngộ kìa. Đi lung khung, bà đi thẳng quá. Đau quá, sao thẳng được chị. Em đi vô toilet là em chống hai chân rồi, em đi bằng. Chứ tỉ cái giường em nằm đây thì toilet đó, ở cái xe này nè, là em vô. Bò thì nói không phải bò, chứ đi chống hai đầu gối, nhiều nãy em chống, đi chống đi rồi nè. Thì người ta cũng tới rồi. Em nói bữa nào em mua cái bô để trong phòng á. Bỏ nước, chống nhìn mắt tiêu, mặt tiểu, chống rồi, chứ mình đi tới chơi toilet rồi. Bữa lần tới toilet là chị biết không, xóa cho quần đó. Cô vô đây anh chạy xe đưa em là chờ cô luôn hả? Ừ, chờ. Vậy ra vô là nhiêu tiền không? Nãy ông đòi có 30 mà cô thấy vậy thôi, cô cho 50. Chứ cô trở ra là cô cho 100 luôn. Dạ. Tại miễn con sao mình thương cho vậy hả? Dạ, chào anh ạ. Miễn sao hết định mình thôi à. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Anh năm nay được nhiêu tuổi anh? Năm nay 63 tuổi. Ôi, nhỏ hơn tuổi tôi nhiều. Bữa năm nay 70. Nhưng mà tóc bạc mà, không có thèm mà nhuộm nữa. Cô 70 là cao rồi đó. Trời ơi, em hỏi chị chứ chân dọn làm chi nữa, nó đi không thẳng thớm mà chân dọn gì. Tại mẹ. Chân dọn gì thì 70 tuổi. 70 tuổi là lớn quá trời.
giờ nó lớn tuổi chứ nhiều khi ta nói là già. Dạ, dạ ông xã tôi năm nay ông cũng 70 tuổi mà cũng bệnh như tôi mà. Mà ông mệt lắm, bà bảo vệ mà mệt dữ dằn lắm kìa. Sáng tôi đứng đợi dính vậy không nổi luôn. Ông nói trời bà chắc tôi chết quá. Tôi nói trời tôi ông đau cũng như tôi cũng như ông rồi. Cái bữa đó cái ông bị cái gì nổi mục bóng bóng cái chị kia bệnh gì giờ leo á. Cái nhỏ con gái em á chị dẫn không đi bác sĩ. Về đâu đủ uống được hết bữa nay tê tay không tê nữa nè. Tê nắm cầm nắm thì không được. Bữa này em nói để em đi xuống đây là mua thuốc về uống rồi dẫn đi bác sĩ. Dạ dạ. Đi xe buýt xuống rồi tới đèn đỏ Gò Đen. Dạ. Dạ, tới đường lộ lớn tới cổng cổng chào á rồi chỉ nhờ nó ôm chạy vô đây. Ủa giờ chị biết thì chị nói cái dạ. Ờ trên mạng coi chà. Không có biết. Dạ dạ, dạ có đi dọc đường không em hỏi. Không có ghi cái địa chỉ rồi. Hôm chị... qua em hỏi cháu nè. Em hỏi cháu với cháu chị rõ ràng là cái hỏi anh của cháu nữa. Hỏi cái chị luôn nữa. Dạ, cũng bỏ chạy ở chỗ nó chết rồi để đây hỏi cái sao hơn cái nó đang trực tiếp với kem với nó con ơi con kết bạn Zalo với cô đó. Dạ. Thì kết là bạn mới gọi được thì con rồi có người thương và người cũng không thích á giờ người ta cứ nhá máy suốt à nửa đêm 1-2 giờ cũng nhá máy nữa tối nửa đêm rồi con làm khi con tắt nguồn luôn á. Dạ, người ta mất phép sự à nhá chứ con nói thiệt Zalo đâu đúng tiền con bữa đó con gọi dạ. Cho cô gọi cho con tại vì cô bác á cô bác có nhắn tin con á thì con trả lời được chứ mình điện thoại nhầm khi con không bắt hết được nữa. Ừ bữa cô gọi cho anh con ha là cô gọi trực tiếp nha cô gọi cũng như là mình gọi thường điện thoại thường vậy đó kệ mình liều nửa tiếng đi cái dạ. Con anh con cũng không tới 5 phút nữa canh còn tắt cái này chỉ đường đi nước bước rồi cái tắt rồi cái bắt đầu cái cô con thấy con trực tiếp với cô. Cô mới nói em thôi cô mở máy rồi kết bạn Zalo của cô đi biết đường đi. Dạ. Có cô bệnh hay là cần cái gì liên hệ với những kênh YouTube á cô nhắn tin á nhắn tin thì người ta sẽ thấy người ta sẽ biết người ta đọc cái dòng khi đang có lúc người ta ghi hình á hoặc là cái lúc người ta đang chạy xe hoặc là đang làm cái gì nên không á cô biết đi. Dạ như bên đây nhiều kênh lớn là cô bảo đảm là cô điện khó điện được lắm trừ khi còn người ta có người quản lý viên biết là cô con biết cô sao thế dạ. Mà khoảng chừng 12 giờ đến 2 giờ 3 giờ là cô 4 giờ cô mới gọi nha giờ dạ. Tới buổi trưa cũng không con bây giờ cô gọi để cho cô ăn bánh đi dạ. Để cô ăn đi con dạ bà xã thì ăn gối chứ mấy dầu gối nha bạn vô không chơi đi con chơi đi. Con giống ba con quá ha dạ tí chị tí tí không biết quay nữa hả? Giờ cho xem dạ. Tí quay hoài. Sao té bữa, cái tay nào đau sao? Cho bà coi coi chỉ cái tay nào đau đâu? Không phải con nào cũng đau đâu. Cái nào bữa mẹ thức giờ bắt tư lại nữa. Ồ, cái này còn nhớ hả? Nhớ. Bữa nay lâu rồi, cái tháng này à? Dạ, đúng rồi. Tháng ngoài á. Dạ, đúng rồi. Mẹ thì cô sao thôi, cô khỏi. Con đừng quy thuốc cứu. À, lá ngũ chảo bông ngòi gai với thêm nghệ như sao hai mẹ mày dạ con dạ, ba đứa con có vốn là nó hỏng cha cái chung đó ôi dạ ông bà cô bác cái tí ăn bà cô bác sao mở ông bà ăn đi con ăn phanh tay lại tròn lại chúc ông bà làm sao nhìn thẳng lên cái màn ảnh nè nhìn thẳng lên máy ảnh nè nhìn thẳng chứ không phải nghe văn nè có em xu nhìn thẳng luôn nè em xu nhìn thẳng không chớp mắt luôn nè đó em xu dỗ ghê chưa em dạ chào ông bà cô bác mẹ xu nè ông bà cô bác con bé sâu không ngoan con được mấy tháng rồi nhỏ con dạ được 4 tháng mấy rồi con. Ủa cô uống nước đi con. Có hai đứa chị trai hả? Đứa trai đứa đứa gái mới thành trai chắc cũng có gia đình hết hả chị? Dạ có lớn hết rồi chị đứa 45 tuổi chuyện đứa 40 tuổi thì cô cũng hay xúc động quá thấy cô khóc hoài mẹ biết về
cháu nội cháu ngoại hay chị? Cháu ngoại em năm nay nó 20, cháu nội cũng 20 luôn, lớn rồi. Không, không phải. Bạn sao con khóc vậy cô? Bình quang. Thấy con mình không thấy con thì nơi xa, đứa con gái nơi xa. Thì có lần trai thì giờ nó chết nó cũng buồn hả chị? Chị có hay điện thoại gì cô không? Nó về thăm hoài. Con đăng video này lên rồi con cô xem rồi cô khóc luôn rồi sao? Nó cũng cho cô đi lắm. Nó đi ấm ma đâu kìa. Nó đi ấm ma. Với cho nội cũng năm nay 20 tuổi. Đi làm tối mới về. Thì khi đau có mình. Đâu có ai ngó ngàng gì tới. Thì khi đau nhiều nữa thì nhờ lối xóm. Ở chung cư chị ngồi nhờ lối xóm là anh ơi mày mua thuốc giùm gì đẩy đi con, mua thuốc về cho uống xong hỏi chị nào mà có gì mà tôi nha. Người nào mà kêu bà con tôi kêu tôi với gì bảy đó, chị nào có thì gì bảy kêu con. Chị uống nước đấy. Dạ. Uống nước thì cô về cô nghỉ sớm với nghỉ ngơi uống thuốc rồi cho nó khỏe con. Hình nào cô hết bệnh cô báo cho con nha. Trời. Nói. Nhờ cô nhắn tin cô tên gì con không biết nữa. Tại vì nhiều cô bác điện con lắm. Dạ. Rồi, nhiều cô bác quá nên con không biết luôn. Em đổi ơn chị dữ dằn lắm chị. Nha chị biếu em hai bịch thuốc em đổi ơn chị dữ dằn. Ơn gì đâu chị. Không. Em có hết bệnh thì em cũng kết cỏ làm dành. Không, nhiều thuốc tây mẹ không uống không có hết. Ở đây kiếm sẵn có sẵn đó vậy. Dạ. Bà con là tới rồi thì em còn thuốc thì em cho, còn nó hết thôi em dạ. Cho bả lá ngâm thôi. Dạ. Chai đó cái gì về chị uống. Dạ. Uống là chị hết bệnh rồi chị ngâm này đó. Thì... Dạ ngâm tiếp tục ha. Dạ. Nào gì? Mà cô hết, cô cái tí uống hết rồi cô nhắn tin là cô gọi cho con nha. Dạ cô. Dạ. Cô là không. Cô 07-0906-2015 là điện thoại của cô. Dạ. Hết cô nhắn tin đó, nhắn tin cho con nha. Cô 7. Dung. Em xin phép chị em về nha chị. Dạ, thôi cô về. Cảm ơn chị nhiều lắm nha chị. Chị về khỏe rồi chị. Dạ, cảm ơn con nhiều lắm nha con. Đi xe buýt người ta cũng nói trời bà này lụm khủng dưới vậy, nhiêu tuổi mà lụm khủng quá. Trời đi không có được mà không lụm khủng. Này thôi con xách ra ngoài cho cô, cô đi thấy không? Sáng nó đi về nhà tiêu dạ. Đi về đây về cho nó hết đau rồi cô đi trước đi cô đi trước đi nha con cảm ơn con cảm ơn chú dạ chú. Dạ cô về nha hai đứa thôi về dạ ngày nãy thì cô cũng ghé nhà Phong để xin ít thuốc thần kinh tỏ của bác anh chị. Nhà Phong á thì Phong cũng có nói là hiện tại thì Phong có lá ngũ chảo á, thì hôm bữa giờ là bên mẹ vợ Phong đi tìm giùm á. À, cũng có số lượng cũng hơi nhiều á, thì cô bác có tới nhà Phong thì nhà Phong hỗ trợ lá ngũ chảo, thì còn thuốc thì số lượng cũng ít rồi cô bác anh chị. À, hôm nay cũng nhà Phong cũng ngâm rất là nhiều rồi, nhưng mà nhà Phong cũng cái sức cũng có giới hạn rồi cô bác anh chị. Rồi thôi cô về nhé. Chào. Dạ dạ. Dạ. Ngày thì Phong thấy gần như là bữa nào cũng có cô bác xuống nhà Phong để xin thuốc thần kinh tỏa. Thì thuốc nhà Phong thì cũng còn số ít, cũng rất hạn chế. Thì còn có lá thuốc nam là lá ngũ chảo, thì hôm bữa là cũng có mẹ vợ Phong là cũng tìm rồi để gửi Phong ở đây nè. Giờ có cô bác nào xuống thì lấy ít thuốc về ngâm để mua thêm, tại vì những chỗ khác nhau quá chị. Thì thôi thì Phong thấy cô hồi nãy giờ cô xuống chỉ có trò chuyện gia đình một phút chút thôi, đi xe buýt đường xa giờ đi xe đơm đi vô á, nhưng mà cô đau nhất rồi bên cạnh đó thì con cái thì cũng ở xa không có săn sóc và lo lắng cho mẹ mình được, thì thật sự là thấy cũng cô ngồi chút xíu mà cô khóc hoài, thì cô nhức quá thì chịu không nổi nữa. Thì thôi thì Phong cũng cầu mong cho ông bà cô bác, thì Phong có đăng tải cái toa thuốc á thần kinh tọa lên á, thì cô bác theo cái toa đó và ngâm và uống. Thì trên 20 ngày là uống vô là nó có hiệu quả rất là cao. Thì trên 10% là sẽ cô bác là sẽ hết bệnh đó cô bác anh chị. Thì thôi thì Phong cũng thật sự cảm ơn những ông bà cô bác đã luôn yêu thương Phong và gia đình, và cũng gửi những cái lời chúc tốt đẹp đến gia đình của Phong.
Thì Phong cũng chúc tất cả khán giả yêu thương của kênh Phong Nguyễn thì luôn nhiều sức khỏe, bình an và may mắn. Và công việc thì làm ăn lúc nào phải cũng luôn thuận lợi và phát triển tốt luôn nha. Thôi Phong Nguyễn chào ông bà cô bác luôn. Thôi chào ông bà cô bác luôn nha. Đâu bé Su chào ông bà luôn nha. Bé Su đâu? Su đây. Rồi thôi khép clip tại đây luôn ông bà cô bác ơi.